Chào Moon, vừa xong thầy có quay clip cái tiết tự học của con trên Coursera. Thầy thấy là tiết học của con cũng rất là thích thú đúng không? Bây thầy muốn phỏng vấn con một chút về cái tiết học vừa rồi nhé. Thì trong cái tiết học vừa rồi thầy thấy là con gặp phải rất nhiều từ mới. Có thể là vì lớp 5 con học ở trường khác, lớp 6 con mới đến đây đúng không? Thì cái kiến thức môn vật lý của môn khoa học ấy, của lớp 5, lớp 4, lớp 3 của Mỹ con không có, cho nên con sẽ học rất nhiều từ mới đúng không? Nhưng quan trọng là thầy thấy là con đã biết xoay sở, con đã biết sử dụng các nguồn ví dụ YouTube này, rồi dictionary online này, rồi là đọc thêm này để con tra cứu các từ mới đấy để con vượt qua cái bài và con vẫn làm được bài đúng không? Thế bây giờ thầy muốn là thầy đã đọc được bài viết của con rồi, bây giờ thầy muốn xem là con diễn đạt ý của con ra xem thế nào con hiểu không nhé. Trong trong bài vừa rồi thì con thấy những từ mới gì? Có từ force, từ motion, velocity, accelerate, và một số từ nữa như là Energy có mới energy cũng không mới lắm, những từ này không? thì con học rồi. Ok. Thế Để chung chung thì với thầy hỏi em. con là thầy con hiểu gì về force? Force thì là nó là một cái loại ma sát ạ. Ma sát. Lực ma sát á? Vâng. Force là lực ma sát. Còn trong trong cái clip học đấy thì người ta còn nói là force là chỉ là ma sát không, hay cái hình ảnh gì trong clip đấy nói rằng là force là lực ma sát, để cho con nghĩ rằng là force là lực ma sát. À thì con thấy là có nó có nói về cái net force, thì cái đấy thì nói về hai cái lực đẩy hai chiều khác nhau. Thì ví dụ như là một cái push, một cái pull thì nó sẽ ra một cái kiểu như là một cái lực tổng hợp ấy. Đấy thì khi đấy thì cái chỗ net force nó sẽ là bằng không ạ. Đấy. Thì cái từ Cái từ force force thì con này khẳng định nó là lực ma sát à? kiểu kiểu thế. Thì Không có thể, nó chỉ là lực không thôi. đúng rồi, nó Lực chỉ là lực. lực 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 Có thôi. những loại lực nào con Vâng. đã học lớp 6 của Việt Nam rồi đấy? À có lực mình đẩy, mình kéo. Với cả còn ma sát thì con vừa mới học được cách đây vài hôm. Ma sát là một loại lực đúng không? Vâng. Đấy thì con cũng mường tượng được về khái niệm force rồi đúng không? Bây giờ hỏi con là cái khái niệm net force trong bài ấy, thầy muốn con nói về nó xem nào. Net force thì là một cái loại lực tổng hợp. Lực tổng hợp thì nó diễn ra khi mà có hai chiều khác nhau, hai chiều đối nhau ấy mà nó đẩy nhau. Thì ví dụ như một cái là mình đẩy, một cái là mình kéo, tức là như thế này này, nó có một ví dụ là có một quả bóng đi, xong rồi một người thì sẽ đẩy cái quả bóng đấy, một người sẽ kéo cái quả bóng đấy. Kiểu nó đẩy hai cái chiều khác nhau ấy, thì lúc đấy cái lực tổng hợp, tức là cái net force đấy thì nó sẽ bằng không ạ. Thế Còn cái còn nếu như mà khi khi mà một vật chuyển động thì cái net force đấy sẽ phải là khác không. theo theo con thì con thấy cái bài học này có quá khó không? À, con thấy thì nếu như mà chú ý tập trung hơn một tí, mà kiểu như là nhờ những cái nguồn như kiểu YouTube hoặc là Wikipedia hoặc là từ điển gì đấy, thì con nghĩ là chắc nó cũng không không đến nỗi khó lắm. Con hiểu rồi. Vâng. Vấn đề là chỉ là mình không học kiến thức lớp dưới đúng không? Vâng. Cho nên bây giờ gặp phải nhiều từ mới. Gặp phải nó hơi Chứ nhiều từ còn thực ra mới. thì nó không có khó đúng không? Vâng, cái cách học nó cũng kiểu như là nếu như mình cố mình tra từ hoặc mình tìm hiểu thêm thì chắc là nó cũng không khó lắm đâu. Bởi vì Rồi. con nghĩ là kiểu con Thế, bị ít rồi. từ quá. Ít từ quá hơi khó khăn một chút. Thế ngoài môn lý, môn địa, môn sử, môn văn, môn toán con thấy thế nào? Thật ra là con thấy cái môn lifestyle science thì con cái lúc con làm pretest thì con chưa hiểu lắm, nhưng mà con nghĩ nếu vào bài học thì cũng mấy thôi, nhưng mà con chưa thử bài life science nó hết. Còn văn thì còn môn tiếng Anh ấy thì trong đấy con nghĩ là con học được, Không được đúng bằng học được, con không? học được môn đấy, Muốn toán tuy hả? tuy là biết hơi nhiều nhưng mà môn toán thì con nghĩ là con cũng hiểu, không 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 khó quá. Toán thì chỉ được nghe giảng và thực hành đúng Với không? cả là cái thuật con chỉ thấy toán là có mấy cái thuật ngữ nó hơi kiểu có hơi khó khăn với con thôi, nhưng mà cố gắng là mình kiểu coi những cái công thức là mình làm được. Cái toán thì mình dựa vào nhiều công thức đấy. Văn thì mình phải tra nhiều và mình phải viết nhiều đúng không? Vâng. Rồi Nhưng rồi. mà không, không làm được. Cảm ơn con nhé. Vâng. Cảm ơn con. Với nó đi nhé.